Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô TV. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và thông báo hình quả chuông để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức ô tô hot nhất trong ngày. Bảng giá xe phô tháng 11 2019 mới nhất hôm nay như sau. Đầu tiên là dòng EcoSport Ambiente MT 545 triệu đồng theo giá tháng 11 2019. Tiếp theo là dòng AT 569 triệu đồng. EcoSport Trend 1.5L AT 593 triệu đồng. Dòng EcoSport Titanium 1.5L và 1.0L EcoBoost thì có giá là 648 và 689 triệu đồng, giảm từ 19 đến 25 triệu, tặng phụ kiện cho những dòng xe vừa rồi. Tiếp theo là Focus Titanium 4 cửa 1.5 lít 6 AT 720 triệu. Cùng mức giá này được áp dụng cho dòng Focus Sport Plus 5 cửa và tiếp theo là mức giá 560 triệu đồng đối với dòng Trend 4 cửa mới 1.5 lít 6 AT. Dòng Trend 5 cửa là 1.5 lít 6 AT với giá 560 triệu đồng. Những mẫu xe vừa rồi ưu đãi 30 triệu tặng kèm phụ kiện. Tiếp theo là dòng Everest Trend 4 x 2 2 lít 10 AT 1 tỷ 112 triệu. Dòng Everest Titanium 4 x 2 2 lít 10 AT 1 tỷ 177 triệu. Tiếp theo là Everest Titanium 4 x 4 2.0 lít 10 AT 1 tỷ 399 triệu. Cùng với đó, dòng Everest Ambiente 4 x 2 AT, 2 lít 10 AT, 1 tỷ 052 triệu. Dòng 4 x 2 MT thì có giá là 999 triệu. Ưu đãi cho những dòng xe vừa rồi, giảm từ 45 đến 70 triệu tặng kèm phụ kiện. Tiếp theo là dòng New Explorer 2.3 lít, 2 tỷ 268 triệu, ưu đãi từ 100 đến 120 triệu tặng phụ kiện. Dòng xe tiếp theo là Ranger Raptor 2.0 lít by Turbo 10 AT 1 tỷ 192 triệu. Đây là dòng xe nằm trong ưu đãi 40 đến 50 triệu tặng kèm phụ kiện. Và mức ưu đãi này cũng được áp dụng cho các dòng xe sau đây. Ranger Wildtrak 4x4, 918 triệu đồng. Tiếp theo, 4x2, 853 triệu đồng. Dòng XLS 4x2 6MT, 630 triệu, 6AT là 650 triệu. Tiếp theo, dòng Ranger XLT 4x4, 2.2L 6MT, 779 triệu. Và cũng dòng xe Ranger XLT 4x4 có giá 754 triệu. Và bên cạnh đó là dòng XL4x4, 616 triệu đều được ưu đãi 40 đến 50 triệu tặng phụ kiện. Tiếp theo là Transit tiêu chuẩn 2.4L 6MT 842 triệu, phiên bản cao cấp 889 triệu. Tiếp theo là Transit tiêu chuẩn và gói trang bị thêm 849 triệu. Ba dòng xe này có ưu đãi 60 đến 80 triệu tặng phụ kiện. Và dòng tiếp theo là Tunnel Trend thì không có ưu đãi, giá 999 triệu. Tiếp theo là dòng Tunnel Titanium. 2.0 lít 6AT 1.069 triệu đồng có giá ưu đãi từ 30 đến 40 triệu tặng kèm phụ kiện. Trên đây là bảng giá xe niêm yết tại một số showroom. Giá này chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ hotline để có được chính sách giá tốt nhất. Thưa quý vị, Ford Motor Company là nhà sản xuất ô tô có trụ sở đặt tại Dearborn, vùng Michigan của nước Mỹ. Hãng này được sáng lập bởi ông Henry Ford và các cổ đông vào năm 1903 với thương hiệu dành cho những mẫu xe thông thường và Lincoln dành cho xe sang. Đây hiện đang là hãng sản xuất xe lớn thứ năm trên thế giới. Được thành lập tại Việt Nam vào năm 1995, Ford Việt Nam là công ty liên doanh giữa tập đoàn ô tô Ford tại Mỹ và công ty Diezen Sông Công với tổng vốn đầu tư cho đến nay đạt 125 triệu đô la Mỹ. Hiện Ford đang có đại lý khắp toàn quốc và nhà máy ở Hải Dương có công suất khoảng 14.000 xe một năm. Ưu điểm của ô tô Ford là thiết kế xe cơ bắp đậm chất Mỹ, khung vỏ xe chắc chắn, nhiều tính năng an toàn tiên tiến. Nhược điểm của xe là giá phụ tùng tương đối cao, trong khi mẫu mã xe ít thay đổi lại nhanh mất giá. Một số dòng xe nổi bật, đầu tiên là dòng Forenger, từng là tên gọi chung cho ba dòng sản phẩm xe bán tải của hãng xe Mỹ. Mới đầu, tên này chỉ liên quan tới dòng F-Series được bán tại Bắc Mỹ với phiên bản từ 1965 đến 1981, sau đó, tên gọi Ranger được sử dụng cho các xe bán tải được bán tại Bắc Mỹ và một phần thị trường Nam Mỹ trong 1982. Kể từ 1998, Ford được cung cấp xe Ranger ra toàn cầu. Qua thời gian, Ford Ranger liên tục được cải tiến, thay đổi để phù hợp với nhu cầu sử dụng của thời đại mới. Nhờ đó, đây là một số trong những mẫu xe bán tải hàng trung được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất. Chính vì doanh số ấn tượng tại các thị trường khác mà Ford Mỹ đang chuẩn bị đưa thế hệ 2019 của xe Ranger quay trở lại nước nhà. Không chỉ trên thế giới, Forenger cũng tạo ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng Việt. Doanh số của nó luôn đứng đầu trong phân khúc. Thậm chí có thời gian dài, con số này còn cao hơn tổng lượng xe bán tải, bán ra của các hãng khác cộng dùng. Ưu điểm kiểu dáng hầm hố đậm chất bán tại Mỹ, nội thất bột da với nhiều trang bị hiện đại như SUV cao cấp senc 3 điều hòa hai vùng tự động, vô lăng trợ lực điện, cân bằng điện tử, vô lăng trợ lực điện kiểm soát hành trình, camera lùi, túi khí. Nhiều phiên bản cho khách hàng lựa chọn cảm giác lái linh hoạt, vận hành mạnh mẽ, tính năng an toàn cao, nhược điểm kích thước xe cồng kềnh khó di chuyển trong nội đô, đèn chiếu sáng, tối, cả đèn pha và cốt đều sử dụng bóng halogen, hàng ghế sau hơi đứng. Forenger 2018 mới nhất hiện đang được bán tại Việt Nam, gồm có 7 phiên bản là Track 2.0L 3 turbo 4x40AT, dòng Forenger Track 2.0L single turbo 4x20AT, Forenger XLS 2.2L 4x26AT, dòng XLS 2.2 lít 4x2 mt t ranger XLT 2.2 lít 4x4 6AT, XLT 2.2 lít 4x4 6MT và XL 2.2 lít 4x4 6MT. Bên cạnh đó, kể từ cuối 2018 có thêm sự xuất hiện của dòng siêu bán tải Ranger Raptor. Thứ hai là Ford Transit. Đây là mẫu xe Mỹ nhưng được ra đời năm 1965 tại nhà máy sản xuất ở Anh. Mẫu xe này là thành quả của hơn 50 năm kinh nghiệm thiết kế và chế tạo xe thương mại theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Đến năm 2013, đã có tới 7 triệu chiếc Transit xuất xưởng, đưa cái tên này thành thương hiệu xe thương mại bán chạy hàng đầu thế giới. Lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào 1997, Ford Transit đã được đánh giá là một mẫu minibus có độ an toàn và sự ổn định cao, nhiều tiện nghi và phù hợp nhiều mục đích sử dụng. Kế thừa thành công đó, những chiếc Ford Transit đời mới lại tiếp tục được cải tiến hơn về hình thức cũng như tính năng để chiều lòng khách hàng hơn. Với sự linh hoạt trong thiết kế, Ford Transit đáp ứng được rất nhiều nhu cầu trong đời sống, bao gồm việc sử dụng làm xe cứu thương, xe cảnh sát, xe giao nhận, xe chở khách, cho đến rất nhiều dịch vụ thương mại khác. Ưu điểm Thiết kế thực dụng rộng rãi cho 16 người, có thể tận dụng làm nhiều chức năng như xe cứu thương, chở hàng, chở khách, nhiều cửa gió điều hòa trong nội thất đem đến sự thoáng đẳng cho mọi hành khách ghế bọc da êm ái hệ thống phanh địa hoàn toàn nhiều màu sắc ngoại thất dễ lựa chọn động cơ diesel 2.4 lít turbo tăng áp với phun nhiên liệu trực tiếp common rail cho công suất 138 mã lực tại 3.500 vòng một phút mô men xoắn tới 375 nm tại 2.000 vòng một phút rất mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu về nhược điểm thì chi phí bảo dưỡng phụ tùng của dòng Ford Transit đắt đỏ hơn so với xe nhật hàng Ford Transit hiện phân phối 3 phiên bản từ thị trường Việt Nam, bao gồm Ford Transit tiêu chuẩn, Ford Transit kèm trang bị và phiên bản cao cấp. Thứ ba là dòng Ford Fiesta. Ford Fiesta là mẫu xe Super Mini dành cho đô thị, được ra đời từ 1976 trải qua 7 thế hệ và được sản xuất trên toàn cầu. Tính đến 2013, doanh số bán xe Fiesta trên thế giới đạt vượt qua mốc 16 triệu chiếc, giúp mẫu xe nhỏ này trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Mỹ. Tại Việt Nam, nó được lần đầu trình làng vào tháng 7 2011 với 3 phiên bản và hai kiểu dáng hatchback và sedan. Xe Fiesta bán ra tại Việt Nam thuộc đời thứ 6 thế hệ xe nhận được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế lẫn động cơ. Đây là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên của hãng Ford nằm trong chiến lược One Ford không chỉ tại Việt Nam mà còn toàn thế giới. Ưu điểm xe Ford Fiesta Thiết kế trẻ trung năng động, nội thất đầy đủ tiện nghi, kết nối USB Bluetooth, điều khiển giọng nói, hệ thống âm thanh, chìa khóa thông minh, khả năng vận hành ổn định và cách âm tốt ngay ở tốc độ cao, nhiều tính năng an toàn hỗ trợ phanh ABS EBD, cân bằng điện tử hỗ trợ khởi hành ngang dốc, bảy túi khí, động cơ 1.0 lít EcoBoost mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Nhược điểm xe Ford Fiesta, không gian chật, đặc biệt là hàng ghế sau không có bệ tì tay trung tâm trước và sau, không có tính năng cửa khóa cửa tự động khi xe chạy. Hộp số có hiện tượng giật cục ở tốc độ thấp, Ford Fiesta có 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam. Ford Fiesta 5 cửa 1.5 lít AT Sport, Ford Fiesta 5 cửa 1.0 lít AT Sport cộng, Ford Fiesta 4 cửa 1.5 lít AT Titanium. Thứ tư là Ford Focus, là mẫu xe hạng C, được sản xuất và bán ra đầu tiên vào năm 1998 tại châu Âu, sau đó mới quay trở về quê nhà Mỹ. Cho đến nay, nó đã kế nhiệm thành công. Hai mẫu xe đặng là Ford Escort và Ford Laser. Trải qua 19 năm với ba thế hệ, Ford Focus đã để lại dấu ấn là một mẫu hatchback tầm trung cứng cáp, thể thao, đậm chất Mỹ. Không những thế, nó còn rất quan tâm tới đối tượng người dùng, yêu tốc độ bằng những phiên bản hiệu suất cao ST và RS. Sau khi Ford Laser bị ngừng sản xuất vào năm 2005, Ford Việt Nam đã cho ra đời mẫu xe Focus để thế chủ. Vào thời điểm đó, Focus là dòng xe bán chạy nhất của Ford trên thế giới, phong cách thiết kế, động cơ và trang bị mẫu xe này hầu như được duy trì cho đến thế hệ All-New Focus 2013. ưu điểm thiết kế thể thao với hai kiểu dáng hatchback và sedan, vỏ xe chắc chắn, khả năng cách âm tốt, hệ thống giải trí đa dạng, màn hình 8 inch hệ thống SYNC 2, đầy đủ các kết nối di động, nhiều công nghệ hiện đại, tự động đổ xe, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chìa khóa thông minh, MyKey. Động cơ tăng áp EcoBoost 1.5 lít mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu, cảm giác lái chắc chắn, đậm chất xe Mỹ. Về nhược điểm, không gian hàng ghế sau chật chội, lưng ghế đứng, không có cửa gió điều hòa phía sau, chi phí phụ tùng bảo dưỡng đắt đỏ hơn so với xe Nhật, hàng, giá bán tương đối cao. Ford Focus có 4 phiên bản từ thị trường Việt gồm có Ford Focus Trend 4 cửa, 5 cửa và phiên bản Ford Focus Titanium 4 cửa cũng như là Ford Focus Sport 5 cửa. Thứ năm là dòng Ford Everest là mẫu xe thể thao đa dụng 7 chỗ, được phát triển trên hệ thống gầm bệ của mẫu bán tải Ford Ranger. Kể từ 2003 đến nay, Ford Everest đã trải qua 3 thế hệ và là một sản phẩm SUV ấn tượng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đến năm 2015, thế hệ mới nhất của xe Everest ra đời. Theo chia sẻ của chủ tịch Ford khu vực ASEAN, Ford Everest 2015 được đổi mới hoàn toàn từ trong ra ngoài với những trang bị đẳng cấp nhờ đó mẫu xe này được định vị ở trên một phân khúc so với trước đây. Ford Everest thế hệ mới lần đầu ra mắt tại Việt Nam vào cuối 2015. Vào thời điểm đó, mẫu SUV đậm chất Mỹ này đã gây ấn tượng bởi thiết kế lột xác cùng những tùy chọn động cơ diesel mạnh mẽ. Hiện tại, Ford 2018 đang bán ở Việt Nam là bản nâng cấp facelift với rất nhiều cải tiến xứng đáng để khách hàng xuống tiền. Ưu điểm thiết kế hiện đại sang trọng, xe 7 chỗ rộng rãi, gầm cao 225mm, khả năng lội nước 800mm, nội thất bọc da cao cấp, nhiều tính năng hiện đại, màn hình 8 inch tích hợp SINC2, hệ thống âm thanh 10 loa, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, động cơ diesel mạnh mẽ mà tiết kiệm nhiên liệu, hệ dẫn động hai cầu, nhiều công nghệ an toàn tiên tiến cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khởi hành kiểm soát hành trình chủ động, bảy túi khí. Về nhược điểm, nội thất vẫn còn nhiều chi tiết nhựa cứng, kích thước lớn khó di chuyển trong đô thị, cảm giác lái chưa đủ thể thao đối với một mẫu SUV. Giá bán cao hơn so với các đối thủ trong phân khúc. For Everest hiện có 5 phiên bản bao gồm 2.0L Ambiente 4x2 60T, 2.0L Ambiente 4x2 10AT, tiếp theo 2.0L Trend AT 4x2 10AT, 2.0L Titanium AT 4x2 10AT và 2.0 Turbo 4x4 Titanium 10AT. Thứ sáu là Ford Explorer Vào 1991, dòng xe này chính thức ra đời thay thế cho dòng sản phẩm Bronco 2 bị khai tử. Qua các năm, Ford lại cải tiến xe Explorer rất nhiều để dần chiếm được vị thế. Do đó, mẫu xe này nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường, trở thành mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất tại Mỹ trong 25 năm liền. Trải qua năm thế hệ cho đến nay, nó là một trong những mẫu xe thể thao đa dụng, được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến nhất phân khúc, từ các chức năng đa thông tin bên trong xe cho đến tính năng an toàn hàng đầu và động cơ EcoBoost mạnh mẽ mà tiết kiệm nhiên liệu nắm bắt xu thế ô tô gầm cao đang ngày càng thịnh hành trong nước, Ford Việt Nam đã đưa về những chiếc Explorer 2017 và ra mắt tại triển lãm ô tô Việt Nam 2016. Những chiếc xe này thế hệ mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, phân phối chính hãng hoặc qua đơn vị bán xe tư nhân. Ưu điểm, kiểu dáng sang trọng lịch lãm, nhiều công nghệ tiên tiến tích hợp như SINC3, mở cốt rảnh tay, hỗ trợ đổ xe, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ chống lực xe, camera, 180 độ. Động cơ EcoBoost 2.3 lít, mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu, hệ dẫn động 4WD, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ giá thành hợp lý trong phân khúc. Về nhược điểm, không phù hợp với đô thị chật chội bởi kích thước công kênh, hàng ghế thứ ba chưa rộng so với không gian cabin chung, phiên bản V6 3.5 lít có giá thành khá cao so với dưới mặt bằng. Ford Explorer có một phiên bản duy nhất tại thị trường Việt, đó là bản Limited. Thứ bảy là Ford EcoSport. Thế hệ đầu tiên của Ford EcoSport được thiết kế bởi trung tâm xe tải Ford tại Mỹ, phát triển dựa vào hai mẫu xe hơi là Fiesta và Fusion tại châu Âu. Do đó, mẫu SUV cỡ nhỏ này được xây dựng trên nền tảng B3, với Cosport từng giành được danh hiệu là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Brazil, Argentina, Venezuela và Mexico thời điểm đó. Thế hệ thứ hai của dòng xe này được thực hiện bởi bộ phận phát triển sản phẩm toàn cầu của Ford và được ráp trên khung gầm của xe Fiesta 2011, từng xuất hiện dưới dạng Concept vào năm 2012 và chính thức ra mắt ngay trong năm đó. Lần đầu được trình làng tại Việt Nam tháng 3/2014, Ford EcoSport đã để lại nhiều ấn tượng bởi có mặt trong phân khúc còn chưa mạnh mẽ tại Việt Nam. Sức hút của các mẫu SUV cỡ nhỏ này đã được minh chứng bằng doanh số bán hàng khá tốt và việc luôn giữ vững ngôi phương trong phân khúc. Không những thế, nó còn thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam. Ưu điểm: xe nhỏ gầm cao phù hợp với nhiều điều kiện địa hình, động cơ vận hành ổn định, hệ thống giải trí tiện nghi nhiều tính năng an toàn cân bằng điện tử hỗ trợ khởi hành ngang dốc bảy tứ khí giá bán hợp lý so với các đối thủ nhược điểm chất lượng lắp ráp các chi tiết nhựa chưa tốt các hộp đồ trong xe khá nhỏ cốp sau so mở ngang bất tiện trong một số tình huống khả năng cách âm chưa cao động cơ dung tích nhỏ nhưng chưa thực sự tiết kiệm nhiên liệu Focal Sport có 5 phiên bản tại thị trường Việt Nam như là Trend 1.5 Titanium 1.0 Titanium Ambient MT và Ambient AT Quý vị và các bạn vừa theo dõi kênh truyền hình ô tô BK TV. Hãy ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.